xin mến chào cô chú anh chị nha. Hiện tại đó vậy, Nhã đang có mặt ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ha. Đó thì ngày hôm nay Nhã đi ra Sài Gòn chơi, rồi ráng ghi hình cho cô chú anh chị xem ha. Cảnh nhà thờ nè, ở bên kia là cái bưu điện Sài Gòn, bưu điện Sài Gòn. Rồi cái phía dưới đây đó vậy là đường Nguyễn Du nha, đường Nguyễn Du. Đó là ngày hôm nay đó vậy, Nhã chạy một vòng ha, xung quanh nhà thờ Đức Bà này. Đó. Bên kia là có cái gì, nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn này. Rồi đường Nguyễn Du đi xuống cái rạp cống đồng này nọ, nó ngã sát phụ động ha. Ok, giờ mình sẽ chạy xe, chạy xe quanh cái nhà thờ nằm chồng. Rồi tiếp tục là sẽ đi mua nước uống ha. Tại vì khát nước quá vì ơi. Đúng là ở đây có cái vườn hoa đẹp thiệt. Đó, vườn hoa rất là đẹp luôn đó vậy. Vậy theo nghe em nhìn trời ha. Vật xung quanh vườn hoa. Đây là cái bưu điện Sài Gòn. Không có khách nước ngoài nên là tình hình nhìn khá là vắng vẻ. Rồi có cái đường sắt nó cũng vắng hoen. Rồi đó mình lại chạy lên nơi đến đây là nhà thờ quẹo ngang nhà thờ một lần nữa ha. Xem tỏ tường thôi, một xe đẹp quá, cái này xe đầy có nhưng mà không hay tắt, hay tắt là một cái phương tiện lớn nữa. Tình hình ngày hôm nay như thế nào, nó ra làm sao, nó vậy
không? Sài Gòn á, đường sắt Sài Gòn á, và trở lại được khoảng đầu 70-80%. Hy vọng sắp tới kinh tế rồi nó khả quan hơn nó về. Không có
có khách Tây, có khách Tây và khách châu Á hay là Đông Nam Á đó. Rồi phía trước là cái tòa nhà New World đó các bạn, New World.